bày tỏ vui mừng chào đón đồng chí Esteban Lasso Hernández trở lại thăm Việt Nam và tham dự sự kiện kỷ niệm 50 năm chuyến thăm đầu tiên của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí Cuba xúc động ôn lại dấu mốc lịch sử của quan hệ Việt Nam-Cuba. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa của Cuba trong cuộc đấu tranh giành độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất đất nước, cũng như những tình cảm đặc biệt của lãnh tụ Cuba Fidel Castro dành cho Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lasso Hernández vui mừng được chứng kiến những thành tựu phát triển của Việt Nam và đổi thay nhanh chóng kể từ chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch vào năm 2017. Chủ tịch Esteban Lasso Hernández khẳng định Cuba luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam về tình cảm đoàn kết, ủng hộ chân thành, hỗ trợ vô tư, trong sáng đối với sự nghiệp cách mạng Cuba trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước từ trước tới nay, nhất là trong thời điểm khó khăn hiện nay, qua những lần thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cả về tinh thần và vật chất.